Hải thiệt chứ không phải giả đâu nha. Hải thiệt chứ không phải giả rồi đó. Cái gì vậy? Bác Từ xuống cái nhà ơi. Bác Từ xuống ra. Nằm có ngủ và chắc bố mộng cho nó từ viết cho nên nó từ nó đến sớm như thế nè. Không biết chị thường thường mới từ đến buổi chiều từ nó sớm mới từ đấy luôn. Cái nón này má Tư ơi. Đây. Má Tư mặc ông người trước đi. Mưa bão gì cũng đi, hồi đó không ở nhà được. Giờ dạ. Đi. Ra chợ à. Má Tư đánh sắp phường đi làm sớm à. Mà cửa hàng má Tư cũng mở, má Tư bán cũng bình thường má Tư. Bình thường, mưa bão cũng bán hết trơn. Dạ. Không có người cũng bán nữa. Bữa là bọn con qua xin phép má Tư quay lính nha. Dạ. Nhà anh Hải với chị Hồng Loan cũng mới di chuyển đi ra ngoài đó cô chú anh chị. Chiếc xe huyền thoại của người sĩ Bình Linh cả nhà cũng để đây từ hôm qua này đây. Thì hôm bữa chủ nhật cả nhà chị Hồng Loan cũng đi dã ngoại cùng gia đình cùng móm cô chú anh chị đi vui đi vẻ mà đi giải trí trong ngày cuối tuần cả nhà. Thì nói chung là anh Hải thời gian qua anh Hải cũng bận công việc bên phía chồng cả nhà. Đó. Thì bên phía chồng là đang sửa nhà làm nhà cả nhà, thì anh Hải cũng về hỗ trợ bên đó cả nhà.
mà nhà lâu lắm anh Hải mới xuất hiện tại đây, bởi vì công việc này của chính chị mình cũng thông cảm được. Chứ dễ bên phim kỳ nữa kia anh Hải thì có gì ông lo thì anh Hải được khỏi nhà đó nha. Nó bị chuyện này rất là nhiều nó của chính chị. Bây giờ thì nhưng khi mình lên tiếng thì nó có cỡ để nó thì mình không lên tiếng cũng không được cả nhà. Thì hôm bữa chị Hồng Loan cũng đi làm công việc như là để làm răng mới, để trả lại hàm răng kia. Thì hôm qua cả nhà thì Má Tư Quốc Thanh đến dự em ra mắt MV của nhạc sĩ Minh Anh của bé Bo này, nhớ ông bà. Chủ đề là nhớ ông bà đó cả nhà. Thì Má Tư cũng chia sẻ clip đó, em cũng đăng tải lên cho các chú anh chị của bạn xem. Đó, thì hiện tại bây giờ là trước thứ năm cả nhà, trời rất là mưa to luôn cô chú anh chị. Nói chung ảnh hưởng bão ở miền Trung của chú anh chị. Từ sáng giờ thì mưa liên tục luôn, đó, mưa liên tục luôn mọi người. Nói chung hôm qua thì chị Hồng Loan cũng là một cái mâm cúng nhỏ nhỏ cúng ông bà vậy cô chú anh chị, cho nên là bọn em không có quay nhiều cô chú. Tuy trời mưa nhưng bọn em cũng đứng đây để cập nhật tình hình trước thứ năm cho cô chú anh chị và các bạn xem biết nhiều thông tin nhiều hơn cả nhà. Và cô chú anh chị đừng quên ủng hộ show của mini show của anh Tý ở tại quán cà phê Bầu Show Lê, địa chỉ là 386 đường Lê Trọng Tấn, phường Thanh Thạnh, quận Thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Giá vé có chỉ 250k, có thêm một suất nước nha cả nhà. Còn cô chú anh chị mà đến thì trong đó có 200 cái bánh chưng của anh và chồng anh Lê Minh. Cô chú anh chị thì em cũng chưa hiểu là 200 phần này là khán giả mua tặng hay là của vợ chồng anh Lê Minh, bọn em cũng không biết, để đến bữa đó mình sẽ biết hiểu rõ nhiều hơn nên cô chú anh chị. Để em biết cái thông tin em đưa cho cả nhà mẹ thôi, chứ thực tế ra thì chuyện của mọi người thì em cũng quan tâm. Thì trong show ngày 30 tháng 10 thì vừa hôm qua Má Tư cũng chia sẻ là vừa show ca nhạc và vừa show đánh lộn nữa mọi người ơi. Nghe là buồn cười luôn cô chú anh chị. Hẹn người ta mà ở tại nghi địa Bình Hưng Hòa mới chịu à. Ở Bình Hưng Hòa lầu thiêu cũng nhiều lắm đó cô chú anh chị. Để em coi tình hình ngày 30 tháng 10 thử diễn ra thế nào, và hay là nó xong rồi để nếu tụi nó nó xạo láo tụi ăn cứt ăn nhiệt kia cô chú anh chị. Nó cũng ăn cứt nhiều lần lắm rồi. Để thử nó lần này nó có ăn cứt thật không nữa, hay là ăn cứt xạo nữa. Nó cà lam cà lét mà được, không có ra cái trò trống gì. Thì tối bọn em cũng quay sinh nhật anh tài xế của anh Tý và chị Trâm, 12 giờ đêm mới về đó. Thì em cũng cập nhật những thông tin buổi sáng ngày hôm nay cho cả nhà mình xem. Cô chú anh chị mình xem thấy video này hay thì để nghĩa cô chú anh chị nhắn lại ủng hộ cho em một cái like, một đăng ký, một chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã xem video ủng hộ Tinh Ba Miền nha. Một lần nữa em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ.